Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Hai nữ sinh đã cấp cứu hành khách trên máy bay. Đợi một giây, không có bác sĩ nào trên máy bay lên tiếng, thì bà Nyiris và Duplicis, sinh viên Đại học Louisiana State, quyết định giúp đỡ hành khách bị ngất xỉu. Lauren Banyiris và Heather Duplicis là sinh viên ngành y ở Đại học Louisiana State, tiểu bang Louisiana. Mới đây, khi đang trên máy bay tới châu Âu, cả hai gặp một hành khách gặp vấn đề khẩn cấp về sức khỏe. Người phụ nữ này gục xuống sau khi cảm thấy choáng váng do nhiệt độ và đường trong máu thấp. Các tiếp viên thông báo trên loa xem có hành khách nào trên chuyến bay là bác sĩ để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, không có ai phản hồi. Chúng tôi đợi một giây để chắc chắn không có chuyên gia y tế nào trên máy bay. Khi không ai đáp lại, chúng tôi lên tiếng mình là sinh viên y khoa. Thì tổ bay nói, chắc chắn rồi, chúng tôi cần sự trợ giúp của các bạn. Duplicis, 25 tuổi, kể lại. Banyiris và Duplicis đã giúp nữ hành khách thư giãn sau khi kiểm tra huyết áp, mạch và lượng đường trong máu. Cả hai cũng duy trì kết nối với một bác sĩ dưới mặt đất để nghe chỉ dẫn. Bệnh nhân cảm thấy tốt hơn nhờ hai bác sĩ tương lai tài năng và chương trình giáo dục y khoa của Đại học Louisiana State. Các bạn khiến chúng tôi tự hào. Trung tâm khoa học sức khỏe LSU viết trên Facebook hôm 27 tháng 6. Theo Banyiris và cô và Duplicis đang trên đường tới Hy Lạp cho kỳ nghỉ 10 ngày trước khi trở lại trường học. Cả hai trở thành bạn và cùng giúp đỡ nhau trong học tập kể từ khi là sinh viên LSU. Chúng tôi hạnh phúc vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trên máy bay, Duplicis nói. Khi được hỏi trong chuyến bay trở về, nếu gặp tình huống có người cần giúp đỡ y tế, cả hai cho biết vẫn sẽ hành động tương tự. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, hàng chục người chết vì nắng nóng kỷ lục ở Canada và Mỹ. Hầu hết người chết ở vùng ngoại ô Burnaby và Surrey của Vancouver là người già hoặc là người có bệnh lý nền. Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết vào ngày 29 tháng 6, theo AFP, một số thành phố khác cũng nói rằng họ cũng nhận được nhiều báo cáo đột tử kể từ ngày 28 tháng 6, nhưng chưa đưa ra số người thiệt mạng chính thức. Hạ sĩ Michael Callens của RCMP cho biết, chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng nhiệt độ cao được cho là nguyên nhân góp phần vào phần lớn trường hợp tử vong. Thủ hiến tỉnh British Columbia là John Hogan phát biểu trong một cuộc họp báo. Chúng ta đang ở giữa tuần nóng nhất mà người dân British Columbia từng trải qua. Nắng nóng đã gây ra hậu quả tai hại cho các gia đình và cho cộng đồng. Ông kêu gọi người dân để ý những người có thể gặp rủi ro, bảo đảm rằng chúng ta có túi chườm đá trong tủ lạnh hoặc ở nơi mát nhất trong nhà. Đợt nắng nóng kỷ lục càn quét từ tiểu bang Oregon của Mỹ đến vùng lãnh thổ Bắc Cực của Canada trong nhiều ngày nay được cho là do áp suất cao khổng lồ hay còn gọi là vòm nhiệt hoạt động trên khu vực Tây Bắc nước Mỹ và Canada. Ngày 28 tháng 6, Canada xác lập mức nhiệt cao nhất mọi thời đại lên tới 47,9 độ C. Ở Lytton thuộc British Columbia, cách Vancouver khoảng 250 km về phía đông. Vùng Vancouver trên bờ biển Thái Bình Dương đã ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trên đất liền dọc theo đồng bằng sông Fraser do độ ẩm cao. Các nhà khí hậu học cho biết cảm giác như 43 độ C vào ngày 29 tháng 6. Nhiệt độ ở các thành phố Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ như Portland, tiểu bang Oregon và Seattle của tiểu bang Washington cũng đạt mức cao chưa từng thấy kể từ thập niên 1940. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, thì Seattle đạt mức nhiệt là 42 độ C vào tối ngày 28 tháng 6. Portland có thời điểm đạt 46,6 độ C vào ngày 28 tháng 6. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì bị chồng cũ vào nhà bắn 4 phát trong sáng ngày ra tòa về việc giữ con. Tin từ Houston, Texas, một người đàn ông ở Texas bị bắt giữ sau khi cắt điện vào nhà nơi bà vợ cũ và 4 đứa con đang ngủ, rồi phá cửa sổ leo vào, bắn bà này 4 phát, ngay sáng ngày dự trù phải ra tòa xét xử việc giữ con.
Theo bản tin của ABC News, vụ này xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ 30 phút sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 6, ở khu ngoại ô nằm về phía tây bắc của Houston, Texas. Khi văn phòng cảnh sát trưởng Harris County nhận báo cáo có vụ tấn công vào nhà và nổ súng, giới hữu trách nói với đài truyền hình địa phương KTRK thuộc hệ thống ABC News rằng kết quả điều tra sơ khởi cho thấy nghi can Aaron B. Wright đã mở hộp điện không khóa ở bên hông nhà để cắt điện dẫn vào nhà, nơi bà vợ cũ là Andrea Wright và bốn đứa con ở tuổi từ 5 tới 12 đang ngủ. Báo cáo của cảnh sát cho hay nghi can Aaron Wright sau đó phá cửa sổ phía sau để vào nhà và bắn bà Andrea Wright 4 phát liền. Bốn đứa nhỏ lúc đó đang ngủ trong phòng riêng và không bị thương tích gì. Theo đài KTRK, video từ máy ghi hình an ninh cho thấy nghi can Wright và một người đồng lõa đậu xe ở xa rồi đi bộ đến căn nhà. Hai người được thấy bỏ chạy khỏi căn nhà sau khi súng nổ. Các cảnh sát viên tin rằng nghi can thứ nhì này chính là bạn gái mới của nghi can Wright. Một người hàng xóm khi trả lời phỏng vấn của đài KTRK nói ông đó thật là điên khùng khi định giết người mẹ trước mặt mấy đứa con. Các điều tra viên nói với KTRK rằng nghi can Aaron Wright có thể nghĩ là mình sẽ thua trong phiên tòa quyết định quyền giữ bốn đứa con. Trả lời KTRK, điều tra viên John Wood của Harris County cho biết hai vợ chồng này đã ly dị được khoảng một năm và nghi can Aaron Wright từng mấy lần đe dọa bạn trai mới của bà Andrea. Bà Andrea Wright được chở vào bệnh viện và đang phục hồi trong tình trạng sức khỏe ổn định. Theo cảnh sát trưởng Ed Gonzalez của Harris County, bốn đứa nhỏ nay tạm thời ở với bà của chúng. Một trang GoFundMe đã được thiết lập để kêu gọi giúp tiền điều trị cho bà Andrea Wright. Cảnh sát đã tìm thấy nghi can Aaron Wright ít tiếng đồng hồ sau vụ nổ súng và bắt giam nghi can này. Nghi can đang bị giam trong nhà tù Harris County với tiền thế chân tại ngoại hậu tra được ấn định là $175,000. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một gia đình ở Louisiana đã nhìn thấy 50 tỷ trong chưng mục của mình và cảm thấy rất lo lắng. Một gia đình ở thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana không bao giờ tưởng tượng là có ngày số tiền là 50 tỷ đã được gửi vào chưng mục ngân hàng của họ. Theo hãng thông tin UPI vào hôm thứ Hai 28 tháng 6, thì ông Darren Tremmer biết về số tiền 50 tỷ này khi bà vợ hốt hoảng gọi, nói ông chồng ngồi xuống để định thần trước khi chìa cho ông xem hình ảnh có liên quan đến tiền của họ có trong chưng mục. Ông Tremmer nói với cơ quan truyền thông địa phương BR Proud, tôi hết hồn vì chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con số không như vậy trong đời của mình. Dĩ nhiên là tôi sẽ không lấy số tiền này. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chúng tôi không biết nó ở đâu ra. Chúng tôi chẳng quen ai có số tiền lớn như vậy. Ông James ngay lập tức gọi cho ngân hàng của mình, được cho biết là ngân hàng Chase, để báo cáo sự việc và yêu cầu họ sớm giải quyết vấn đề. Gia đình này chụp hình con số tỷ đô la này để làm kỷ niệm về lỗi lầm chỉ thấy một lần trong đời, và ngân hàng rút lại số tiền đó sau 4 ngày. Những người nhận được các số tiền do ngân hàng gửi lầm vào chưng mục của mình không được quyền giữ lại tiền đó. Ngân hàng thường tự phát giác ra lỗi lầm của mình và thu hồi. Nếu xài các món tiền trên trời rơi xuống này, chủ chưng mục có thể bị truy tố tội hình sự là đánh cắp tài sản bị để mất vì lỗi lầm. Hồi tháng 2 năm nay, thì công ty Charles Schwab Corporation đã lầm lẫn chuyển 1.2 triệu đô la vào chưng mục của bà Kiline Spadoni, một nhân viên tổng đài 911 ở Louisiana. Công ty khám phá ra rằng một phần số tiền đã biến mất khi tìm cách thu hồi một ngày sau đó, theo thông cáo của văn phòng cảnh sát trưởng Jefferson Parish. Giới hữu trách nói rằng bà Spadoni nhanh chóng chuyển tiền sang một chưng mục khác và dùng một phần tiền để mua xe và mua nhà. Do các hành động này, bà Spadoni đã bị bắt vào hôm 7 tháng 4 về tội gian lận và trộm cắp. Văn phòng cảnh sát trưởng nói bà Spadoni đã bị đuổi việc cùng ngày. Trong đơn kiện, công ty Schwab giải thích rằng họ chỉ định gửi số tiền là 82
65 đô la vào chương mục buôn bán cổ phiếu của bà Spadoni. Công ty nói một lỗi lầm về điện toán đã khiến có sai lầm về số tiền gửi. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người mẹ trẻ đã bị bắt vì nghi ngờ giết ba con nhỏ của mình. Một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vì bị nghi đã giết hại ba con nhỏ của cô ta, gồm một em bé và hai trẻ nhỏ, sau khi thi thể các em được tìm thấy tại ngôi nhà của gia đình ở phía đông Los Angeles. Cô Sandra Chico ban đầu bị tạm giữ và được coi là người được chú ý sau khi cảnh sát tìm thấy các thi thể trẻ em vào lúc 12 giờ 45 phút trưa thứ hai. Cô ta hiện đang bị giam với mức tiền tại ngoại là 2 triệu đô la. Chico chính thức bị bắt sau khi nhà chức trách công bố danh tính các nạn nhân nhỏ tuổi, gồm một bé trai có tên là Milan, 1 tháng tuổi, bé trai Mason, 3 tuổi và bé gái 4 tuổi có tên là Mia Rodriguez. Khi đến ngôi nhà thì cảnh sát thấy các trẻ em đã ngừng thở. Nhân viên y tế đã thử mọi biện pháp hồi sinh, nhưng cả ba trẻ em đều được xác định là đã chết tại hiện trường. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Chico sẽ trình diện tại tòa vào ngày thứ tư. Bà nội của các nạn nhân cho biết người cha đang đi làm khi sự việc này xảy ra. Bà cũng cho biết Chico đang có một số vấn đề về mặt tâm lý. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì sinh viên du học Việt Nam đã qua đời sau vài tuần bị tai nạn thương tâm. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Phương Trinh, bạn bè từ khắp nơi đã nhắn nhủ những lòng yêu thương với cô gái 22 tuổi, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ được nói chuyện với cô. Một vụ tai nạn xe hơi ở thị trấn Coxville đã khiến Phương Trinh hôn mê 22 ngày trước đó và cô đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Khi thông tin về cái chết cận kề của cô được lan truyền, những người thân yêu đã liên lạc với cô từ rất xa qua tín hiệu điện thoại di động. Qua các ứng dụng trò chuyện video, họ nhắn nhủ những lời yêu thương trước tình trạng bất tỉnh của Trinh. Hyeon Lee, một người bạn đã gặp Trinh khi cả hai đang theo học tại Đại học tiểu bang Saginaw Valley, cho biết: "Tôi thật may mắn khi được làm bạn với Phương Trinh, và nếu có điều gì đó gọi là kiếp sau thì tôi ước được làm bạn thân của cô ấy một lần nữa." Trinh đã qua đời vào ngày 13 tháng 6 vì những vết thương trong một vụ tai nạn xe hơi ngày 22 tháng 5 ở góc North Center và PS. Theo báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật, cô là hành khách ngồi ghế sau trong chiếc xe Honda đã va chạm với một chiếc Pontiac Grand Am. Tài xế 17 tuổi của chiếc Pontiac Grand Am và ba du học sinh SVSU khác trên xe cùng với Trinh đều sống sót. Vụ va chạm xảy ra cách trường học nơi Trinh nhập học lần đầu tiên vào năm 2017, hai dãy nhà. Sandra Lamarche, người lớn lên ở Cộng hòa Dominica và theo học tại SVSU với Trinh, mô tả: "Trinh là người bạn tuyệt vời. Vì là sinh viên quốc tế, chúng tôi đã dựa vào nhau để sống và sinh hoạt dưới một mái trường. Chúng tôi đã tổ chức những ngày lễ cùng nhau, những ngày lễ mà chúng tôi chưa bao giờ tổ chức ở nhà với gia đình." Bata, một người gốc Nepal, nói: "Tình bạn của chúng tôi càng bền chặt hơn khi chúng tôi sống cùng nhau. Cô ấy rất chu đáo và quan tâm. Cô ấy chăm sóc tôi khi tôi bị ốm và làm thức ăn cho tôi khi tôi không tự nấu được." Khi Trinh đi thăm bạn trai ở Texas vào dịp lễ tạ ơn, cô cũng đã để lại một chiếc túi lớn chứa đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn treo ở cửa phòng của Bata. Một ghi chú được đính kèm: "Chúc bạn kỳ nghỉ vui vẻ. Người gửi là Phương Trinh." Jayanti Singh, một sinh viên tốt nghiệp SVSU đến từ Ấn Độ, là một trong những người đầu tiên biết về vụ tai nạn. Cô gọi cho một số người bạn thân nhất của Trinh khi họ tìm bệnh viện nào đang điều trị cho cô. Trinh cũng là một sinh viên nhiệt huyết. Một trong những người cố vấn của cô ấy cho biết: "Joseph Ofori Denwa, giáo sư Harvey Randall Wickes của SVSU, đã làm việc với Trinh khi cô được chọn vào năm ngoái là một trong 8 sinh viên tham gia chương trình phát triển năng lực lãnh đạo dành cho sinh viên kinh doanh. Là một phần của sáng kiến, Trinh được giao nhiệm vụ dẫn dắt các bạn cùng lớp trong việc tạo ra một bài thuyết trình cho đại diện của thị trấn Amanokrom của Ghana, nơi được thành lập như một thành phố kết nghĩa của Saginaw vào năm 2019.
bài thuyết trình ảo của Trinh giới thiệu văn hóa và lịch sử của Sagino như một dấu hiệu cho sự hợp tác của hai cộng đồng. Cô ấy cũng biểu diễn một điệu nhảy truyền thống của Ghana cho khán giả xem video từ bên kia bờ đại dương. Cô ấy rất nhiệt tình, cô ấy có sự tự tin cao và muốn cho họ thấy những gì cô ấy học được từ họ. Ofori Denkwa, một người gốc Ghana cho biết cô ấy có khả năng kết nối mọi người. Cô ấy đã kéo mọi người lại gần nhau. Khi đại diện của nhóm Ghana đó biết tin về cái chết của cô ấy, thì một thành viên đã gửi cho các giảng viên và nhân viên của SVSU một email bày tỏ sự thương cảm của họ. Thông điệp cho thấy đội ngũ Ghana có kế hoạch sản xuất một video tưởng nhớ có cảnh quay của Trinh cho SVSU để trình bày trong buổi lễ tưởng niệm mùa thu đã được lên kế hoạch của trường đại học để tôn vinh cô ấy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một mỹ nhân bị cưa hai tay đã vào chung kết Hoa hậu Ecuador 2021. Người đẹp Victoria Salcido là một trong 20 người đẹp có mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Ecuador vào năm 2021. Cô đã bị cưa hai tay và một chân trái sau một tai nạn vào năm 5 tuổi. Victoria Salcido hiện là thí sinh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng trong số 20 người đẹp góp mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Ecuador năm 2021. Người giành chiến thắng tại cuộc thi này sẽ là đại diện của Ecuador trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 sắp tới. Victoria Salcido đến từ Guayaquil và hiện 23 tuổi. Năm Victoria Salcido 5 tuổi, cô vô tình chạm vào dây điện cao áp dẫn đến phải cắt cụt hai tay và chân trái. Tai nạn nghiêm trọng đó không khiến Salcido suy sụp, ngược lại đã trở thành động lực để cô thể hiện sức sống mạnh mẽ và không ngại đặt ra cho bản thân những thử thách trong cuộc sống. Cô gái 23 tuổi theo học chuyên ngành báo chí và mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng nổi tiếng trên thế giới, lan tỏa năng lượng sống tích cực và sự tự tin cho mọi người. Được biết, trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Ecuador, cô từng được trao vương miện nữ hoàng của Loja, danh hiệu hoa khôi của một thành phố tại Ecuador. Cơ thể khuyết tật chưa bao giờ ngăn mỹ nhân 23 tuổi dừng lại. Cô học cách sử dụng thành thạo chân giả và điều khiển mọi thứ bằng chân phải. Ngoài việc theo học báo chí, thì cô còn tập bơi và thực hiện các hoạt động mà không gặp trở ngại nào. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Ecuador năm nay, thì người đẹp 23 tuổi muốn truyền thông điệp về sự mạnh mẽ và hy vọng xã hội đồng cảm hơn với người giống cô. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người có ảnh hưởng, nhưng bây giờ đó là điều mà tôi rất thích, Victoria Salcido tâm sự. Câu chuyện của cô hiện đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người xung quanh, cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc cô thành công tại cuộc thi. Hiện mỹ nhân 23 tuổi có hơn 100.000 người theo dõi trên mạng Instagram và 260.000 người theo dõi trên TikTok. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình thì cô gái 23 tuổi giới thiệu là một chiến binh, một người phụ nữ truyền cảm hứng. Câu châm ngôn tâm đắc nhất của Victoria Salcido chính là: nếu không có thách thức, bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cảnh sát ở Bắc California đã bắn chết người tìm cách vào khu trồng cần sa đang bị cháy rừng. Cảnh sát vào hôm thứ Hai đã bắn chết một người đàn ông khi anh ta tìm cách vào khu vực trồng cần sa lớn ở miền Bắc California vốn đã được di tản do cháy rừng đang xảy ra. Theo tờ Sacramento Bee, người đàn ông chưa rõ danh tính bị bắn gần khu vực Mount Santa Vista, nơi bị đám cháy lava phai hoàn thành trên 13 mẫu. Một nhân viên cứu hỏa cho hay cảnh sát đang chuyển hướng luồng giao thông rẽ trái thì người đàn ông tìm cách đi vào bên phải. Trước khi tiếng súng vang lên, cảnh sát cho hay nghi can này rút súng bắn nhiều phát và nhiều cảnh sát đã nổ súng bắn trả lại. Hiện chưa rõ có camera gắn trên người cảnh sát ghi lại vụ nổ súng hay không. Cảnh sát trưởng quận Siskiyou Jeremiah Laru cho Sacramento Bee hay cảnh sát quận và cảnh sát địa phương đều cùng nổ súng. Có nhiều hoạt động trồng cần sa ở Mount Santa Vista, nơi gần thị trấn Witt gần 300 người dân, cách biên giới Oregon 40 dặm về phía nam. Hầu hết những hoạt động trồng cần sa do người gốc Hmong và Trung Quốc
và người đàn ông bị cảnh sát bắt chết là người Hmong. Mặc dù cần sa đã được hợp pháp hóa ở California từ ngày 9 tháng 9 năm 2016, nhà chức trách quận Siskiyou vẫn thực thi công lực chống lại những hoạt động trồng cần sa quy mô lớn, khiến cho căng thẳng gia tăng giữa chính quyền địa phương và người lao động. Nhiều người đệ đơn vụ kiện dân sự liên bang chống lại những cuộc truy quét này. Cháy rừng Lava Fire bắt đầu từ sáng hôm thứ Sáu tuần qua do sét đánh và đã lan nhanh trên 13.330 mẫu. Cho đến chiều thứ Ba, chỉ khoảng 20% đám cháy được khống chế. Theo Califire, cho đến nay không có thiệt hại nhân mạng liên quan đến đám cháy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đàn ông đã bị bắt vì cắt nguồn oxy trong bể chứa tôm hùm ở nhà hàng. Chủ cũ của một công ty hải sản ở Cape Cod đã bị bắt vì cáo buộc giết chết nhiều con tôm hùm trị giá 10.000 đô la sau khi cắt nguồn cung cấp oxy. Joseph Vodo, chủ sở hữu cũ của cửa hàng Superior Lobster and Seafood ở thị trấn Sandwich, Massachusetts, đã bị bắt và bị buộc tội phá hoại. Trong một tuyên bố đăng lên Facebook hôm thứ Bảy, sở cảnh sát Sandwich nói rằng Vodo đã được camera giám sát tại nhà hàng quay được anh ta đang tắt nguồn cung cấp oxy cho tôm hùm. Cảnh sát Sandwich cho biết video giám sát từ ngày 24 tháng 6 lúc 9 giờ 18 phút tối cho thấy một nhóm nam giới vứt rác vào thùng rác thương mại của công ty, sau đó tiến hành tắt máy cung cấp oxy cho bể hải sản sống, cảnh sát Sandwich cho biết. Cuộc điều tra cho thấy thiệt hại về tiền khoảng 10.000 đô la đối với hải sản bị hư hỏng. Nghi can được quan sát trên video được xác định là Joseph Vodo. Cape Cod Times báo cáo vào hôm thứ Hai rằng cảnh sát cũng đã có thể xác định Vodo qua túi rác, trong đó bao gồm một số thư bỏ đi của nghi can. Các nhà chức trách đã được báo cáo vào sáng thứ Bảy khi người quản lý cửa hàng đến và thấy rằng các hộp điện ở phía sau cửa hàng đã bị tắt và thấy rằng bể hải sản không có lưu thông nước hoặc dòng oxy. Các nhân viên từ sở cảnh sát Sandwich đã bắt giữ Vodo tại nhà của anh ta vào chiều thứ Sáu sau khi xem xét bằng chứng. Vodo, người từng sở hữu cửa hàng, đã bị tòa án ra lệnh tức quyền sở hữu vào tháng 12. Quyết định được đưa ra gần 2 năm sau khi ông nộp đơn phá sản theo chương 13. Theo tờ Times, tòa án Hoa Kỳ đã cho Vodo đến cuối tháng 1 năm 2021 để gỡ bỏ bất kỳ bảng hiệu và bất kỳ thiết bị nào khác do anh ta sở hữu khỏi cửa hàng. Năm 2014 thì Vodo bị mất giấy phép bán cá và động vật có vỏ sau khi nhận tội ăn trộm hàu và không ghi chép đầy đủ hồ sơ về động vật có vỏ. Sau đó thì ông đã nhận được giấy phép bán lẻ thực phẩm vào tháng 10 năm 2017 từ bộ phận y tế của Sandwich. Sở cảnh sát xác nhận rằng Vodo bị cấm vào khuôn viên của nhà hàng và đã bị đưa ra tòa vào hôm thứ Hai, nơi anh ta không nhận tội về các cáo buộc. Thẩm phán John Julian đã chỉ định Vodo một luật sư trong quá trình dàn xếp và ấn định khoản tiền bảo lãnh cho anh ta là 1.000 đô la. Phiên điều trần trước khi xét xử diễn ra vào ngày 25 tháng 8. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì ông Joe Biden tiếp tục nói nhầm trong cuộc họp báo. Phát biểu vào ngày 28 tháng 6 về chuyến công du tới châu Âu của mình, thì ông Joe Biden đã khiến mọi người bất ngờ khi nói sai về số ngày chuyến đi dù nó mới kết thúc chưa đầy nửa tháng. Theo đó, thì ông nói rằng chuyến công du của mình kéo dài 13 ngày, nhiều hơn 5 ngày so với thực tế. Thậm chí, ông Biden cũng nhớ nhầm số ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 từ 3 thành 5. Nhân tiện, tôi vừa trở về từ châu Âu, sau khi ở đó chừng 13 ngày, tôi không nhớ chính xác lắm. Chúng tôi cũng đã tham gia cuộc họp G7 kéo dài 5 ngày, ông Biden phát biểu. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gặp sự việc này trước truyền thông. Mặc dù phát ngôn nhầm lẫn một cách thường xuyên của ông Biden khiến nhiều người hoài nghi về tình trạng sức khỏe của ông, nhưng nhiều người cho đây là điều bình thường so với tuổi 78 của ông. Cũng trong phát biểu này thì ông Biden lại không quên chỉ trích người tiền nhiệm là Donald Trump vì cái gọi là những thiệt hại không thể tưởng tượng mà ông Trump gây ra trên trường quốc tế. Bên cạnh đó thì ông Biden cũng nói rằng ông đã nói rõ với ông Vladimir Putin rằng mối quan hệ giữa hai nước cần được ổn định và nên có thể dự đoán trước. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ diễn ra không lâu sau một loạt các cuộc tấn công mạng
làm tê liệt các hoạt động của Mỹ. Phía Mỹ luôn cáo buộc Nga hoặc những nhóm tin tặc tại Nga thực hiện các vụ tấn công đòi tiền chuộc này. Ông Biden cũng cho biết mình sẽ đáp trả những hành động làm tổn hại lợi ích của Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.